Chào các bạn, thì hôm nay mình đi lên rừng, mình đi đào cái sâm nứa. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cây thuốc mà trong các bài thuốc đông y hay là nam y thì đều sử dụng tới rất là nhiều. Hơi mệt các bạn, vừa đào xong được củ nó. Thì đây, đây các bạn nhé. Thì đây gọi là dây khúc khắc. Đấy, dây khúc khắc. Thì cái dây này trong đông y và tây y, ở trong đông y và nam y gần như là sử dụng đều có nó. Đó, đây là hình dạng của dây này. Thì nó là một loại dạng dây leo, lá thì mọc đơn từng đoạn một để có lá, và ở mỗi cái nhánh lá thì nó lại ra một cái nhánh phụ. Đấy, mặt lá bên trên thì nhẵn, bên dưới thì màu hơi phốt bạc, đều nhẵn, nhưng mà cái bên dưới này nó có hơi phấn một chí các bạn này. Đấy, và nó có tay cuốn này. Đấy, tay cuốn. Thì dây này là cái dây mọc lâu năm, thì chúng ta đào dây to thì nó mới có củ to, còn là dây này nó mới mọc thì mình đào thử thì mình thấy rằng là củ ở đây các bạn này, củ đây bé lắm, nó không to đâu. Này chắc phải dây phải to nữa thì nó mới ấy, chắc gần đây nó có dây to nhưng mà mình chưa thấy. Mình thấy thì ở cái dây khúc khắc này gần như là nó có đều trong các vị thuốc như là xương khớp này, dạ dày này, đại tràng hay là tim mạch thì đều cần nó, mà kể cả các vị thuốc bổ thì vẫn cần đến nó. Thì vị này thuốc này rất chi là quan trọng. Thì là hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái tác dụng của nó. Thì đây là dây khúc khắc trắng, to lên thì nó màu hơi hồng. Đó. Thì các bạn mà gần nhà thì có cây này thì các bạn lấy cả cành cả lá này luôn được như này. Đấy, các bạn về đến cả dây nó được. Các bạn về các bạn đun nước uống rất chi là tốt. Đó. Đấy, rất chi là tốt các bạn nhé. Mình để đây và tiện thể ở đây thì mình cũng thôi để mình làm một cái video khác cho bạn xem về cái dây sâm nứa, cây sâm nứa.